Kênh Bất Động Sản Phan Hảo Bà Rịa Vũng Tàu. Mến chào quý cô chú anh chị cùng các nhà đầu tư. Hôm nay em đang có mặt tại xã Tam Phước, huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu nha quý anh chị. Ngay đây là sát bên cảng luôn nha. Thì em sẽ quay ra cảng luôn để xem. Cách tỉnh là tầm 500m thôi nha. Còn cảng là tầm cách chưa tới 100m. 600m là tới đây. Hôm nay em có căn nhà cấp 4 này nha quý anh chị. Căn nhà này rất là danh buôn bán đó các thứ, nói chung là rất là ok luôn đó. Mặt tiền phía trước là mình có thể bán cà phê này, bán quán ăn đồ đều được nha quý anh chị đó. Nhà rất rộng rãi luôn đó. Nhà này diện tích là ngang 5 nha quý anh chị, sâu vô 18 nha đó. Đất này là đất ở đô thị nè, bao cây xăng xe cắt thoải mái luôn nha quý anh chị đó. Nhà này tại vì có người đang ở nên là em ngại không quay xuống nhà dưới nha. Nói chung là cũng có phòng rồi bếp rồi đầy đủ hết nha quý anh chị. Đó, nhà mặt tiền đường nhựa này luôn nha. Đó, thấy không? Đó, quý anh chị nào thích căn nhà này alo cho em nha. Giá đang rất, chủ đang rất là cần tiền nên bán giá cực kỳ rẻ, chỉ có 2 tỷ 8 thôi. Đó, 2 tỷ 800 triệu nha quý anh chị. Đó, ngay trung tâm Phước Tỉnh luôn. Ngay xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu nha. Đó, đây. Đây là phía trước nhà mình nha. Em sẽ quay đây là nhà mình này. Đó, căn nhà phía trước có cái chỗ bán nước cam, nước ngọt rồi quý anh chị. Đó, bây giờ em sẽ quay ra cảng cho quý anh chị xem nha. Đó, nhà là ở san sát hết rồi nha quý anh chị. Đó, nói chung là căn nhà này chủ đang rất kẹt tiền muốn bán, giá chỉ có 2 tỷ 8 thôi nha quý anh chị. 2 tỷ 800 triệu nha. Rồi, quý anh chị nào thiện chí alo cho em nha. Đó, đây là cái cảng Phước Tỉnh nè quý anh chị. Đó, đi ra đây là chiều ra đây không mát cực kỳ luôn nha. Đó, cực kỳ mát luôn. Đó, xung quanh đây là nhà san sát hết rồi. Đó, đất đây đất ở tại đô thị nên quý anh chị không phải lo nha. Tí nữa em quay sơ sổ cho quý anh chị xem. Đó, nói chung nhà này cực kỳ rẻ luôn. Tại vì đất ở đây là năm 20 tức là 2 tỷ 3 rồi quý anh chị. Đó, nhưng mà đây có nhà luôn, nhưng mà chỉ có 2 tỷ 8 thôi. Đó, quý anh chị nào thì chỉ alo cho em nha, 0906779152. Đó, là em thấy nhà này là cực kỳ địa thế cực kỳ đẹp luôn. Đó, kinh doanh buôn bán là ok luôn nha quý anh chị. Nhưng mà giá còn đã để quay sơ sổ cho quý anh chị xem nha. Đây là sổ mình nha quý anh chị nè. Thửa đất là 93 nè, tờ bản đồ là 107 nè quý anh chị. Đó, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu nha. Diện tích là 92 mét nha. Đất ở tại nông thôn nè. Đây là đường nội bộ đường nhựa quý anh chị. Đó, ngang 5 nè. Dài 18 nha. Đó. Rồi, quý anh chị nào thích liên hệ cho em nha.